Đơn vị tập trung. Kể từ giây phút này thì các đồng chí sẽ di chuyển qua đơn vị mới để tiếp tục huấn luyện các cái nội dung tiếp theo. Di chuyển sang địa hình mới. Báo cáo đồng chí thượng úy Cao Xuân Hòa, 12 cán bộ chiến sĩ đã có mặt cũ. Đồng chí tiến hành theo kế hoạch rồi đó. Đó. Dễ ngự những ngọn lửa mạnh mẽ. Sẵn sàng xông pha cứu người khi gặp nạn. Chiến đấu sinh tồn dưới nước. Hãy đón xem các mỹ nhân hành động.